Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay Thanh Lan không phải đi quay phim, nhưng ngoài trời thì mưa phùn nên không dám quay ở ngoài. Hôm nay Thanh Lan xin phép được hầu chuyện quý vị tại nhà nhé. Khi nãy Thanh Lan vừa mới khởi động tập đàn chút xíu cho ngón tay khỏi bị cứng. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay mình nói chuyện về âm nhạc. Nếu mà nói chuyện về âm nhạc thì Thanh Lan sực nhớ đến một lời yêu cầu của số đông khán giả. Nói chị Thanh Lan ơi, cô Thanh Lan ơi, cô nhắc về những kỷ niệm với danh ca Elvis Phương nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan định đố quý vị mà Thanh Lan lại quên, lại nói trước rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, người này lạ lắm. Người này cùng họ Phạm với Thanh Lan này. Cùng học trường Pháp này, tuy là một bên thì trường nam Jean-Jacques Rousseau, một bên thì trường nữ Marie Curie, nhưng mà cùng học cái chương trình Pháp giống nhau và cùng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào đầu những năm 60 giống nhau. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà Thanh Lan nhớ tới cái thuở mà mới lớn đó, Thanh Lan còn hát Ban Việt Nhi, thì hôm đó có một lần hát hợp ca trong Ban Việt Nhi tại một sân khấu ngoài trời, thì ông MC á, ông đứng ngay cánh gà đó, khi mà ông giới thiệu là đây là màn hợp ca của Ban Việt Nhi, thì em nào ra hát thì nói nhỏ vào tai ông tên của mình để ông giới thiệu. Sau đó thì Thanh Lan vừa bước vào sau màn hợp ca đó, thì tới màn một nam ca sĩ, thì Thanh Lan thấy anh chàng này gầy gầy và chắc lớn hơn mình chút xíu, thì anh nói nhỏ vào tai ông MC là Elvis Phương. Thế ông MC vội vàng giới thiệu ngay, dạ vâng thưa quý vị, sau đây tiếp nối chương trình là tiếng hát của em Bích Phương. Mà Thanh Lan buồn cười quá. Từ đó tới giờ không có ai để kể cái chuyện này để cười. Thì hôm nay Thanh Lan xin phép được kể để cùng cười với quý vị nhé, em Bích Phương. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ em Bích Phương đã là Elvis Phương của chúng ta, một tiếng hát tiêu biểu của Sài Gòn cũ. Và khi mà Thanh Lan đi hát ở đâu hoặc là anh Phương đi hát ở đâu thì khán thính giả đều tới nói rằng mỗi lần mà gặp Thanh Lan, mỗi lần mà gặp Elvis Phương là nhớ Sài Gòn dữ lắm. Nên là dĩ nhiên là mình cũng sẽ nhớ Sài Gòn. Thanh Lan nhớ cái hồi Thanh Lan mới lớn thì anh Phương anh cũng mới lớn, thì anh ở trong cái ban nhạc The Rocking Stars. Thì đó là những bạn trẻ mà có tài năng về âm nhạc nhất của Sài Gòn lúc đó đó, họp nhau lại thành một cái ban nhạc rock, hát toàn những bài rượt gân thôi. Thanh Lan thì chẳng có ở trong ban nhạc nào hết. Thanh Lan thì thích cái dạng giống như là Sylvie Vartan, François Hardy, France Gall, những cái bài hát êm nhẹ nhẹ kiểu Puppy Love, kiểu mới lớn đó. Thì có lúc thì anh Lê Hữu Hà cũng có rủ Thanh Lan đi hát trong club Mỹ. Thì hát club Mỹ thì dĩ nhiên là hát toàn bài Mỹ. Có lần cũng cả gan hát Love Potion No. 9. Nhưng mà cái lần mà Thanh Lan giật mình nhất ở trong đời, chưa bao giờ được, đó là cái lần mà Thanh Lan hát xong bài Bang Bang thì nhận được một tràng pháo tay thật to. Đó là lần đầu tiên trong đời. Lần thứ hai là cái lần đó Thanh Lan học năm second, tức là đệ tam đó, tức là lớp 10 đó. Thì Thanh Lan có hát trong một chương trình cứu trợ nạn lụt miền Trung, hai trường Jean-Jacques Rousseau là trường anh Phương đó, với trường Marie Curie là trường của Thanh Lan đó, hợp tác chung. Thì hôm đó Thanh Lan hát tại rạp Hưng Đạo, và lần đó là cũng được vỗ tay giật mình. Dạ vâng, lần đó thì hát một vài bài Pháp và một bài tiếng Anh là bài Besame Mucho, thì được vỗ tay mà không ngờ đó.
Đó là lần thứ hai trong đời Thanh Lan. Lúc đó chưa có phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ mới là một cô nữ sinh mà thích đi hát thôi. Những ngày chủ nhật thay vì người ta đi bơi lội này, hoặc là đi cine này, hoặc là đi phố, đi shopping, mua sắm, thì Thanh Lan thích gặp gỡ các anh chị em sinh viên học sinh để học những bài dân ca ba miền. Lúc đó Thanh Lan cũng vào trường quốc gia âm nhạc để học hát dân ca ba miền. Còn anh Phương thì song song đó, lúc đó anh hát toàn nhạc giật không à. Thanh Lan còn nhớ là anh nổi tiếng với bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, mà anh huýt sáo rất là hay. Thanh Lan không có bắt chước nổi. Con gái thì không bao giờ huýt sáo bằng con trai được. Nhưng mà Thanh Lan thì nhớ như in là anh có hát Les Portes du Pénitencier, mà tức là bài The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. Hồi đó thì chỉ nghe bài hát thế thôi, nhưng mà không ngờ là về sau này đi qua Mỹ thì có một lần Thanh Lan đã được nhiều lần chứ đến thành phố New Orleans để hát. Trong ở đó cũng có một cộng đồng Việt Nam cũng khá lớn. Dạ vâng, thưa quý vị, nói từ Việt Nam mà nhảy qua tới bên Mỹ quá lẹ. Bây giờ thì mình trở lại Việt Nam, là khi mà Thanh Lan lần đầu tiên mà được song ca với anh Phương đó là cũng do nhạc sĩ Ngọc Chánh. Nhạc sĩ Ngọc Chánh lúc đó có đề nghị là hai người hát chung bài Mandalama. Nous serons tous deux comme des amoureux, nous serons si bien main dans la main. Đó, thì hát tới đây thì lại nhớ tới anh chàng Christophe. Dạ vâng, thưa quý vị, có một lần mà Thanh Lan đi qua Pháp hát đó, thì có dùng cơm tối tại nhà hàng Sourire de Saigon ở Paris, thì cũng có được gặp anh chàng Christophe, và anh chàng rất là thân thiện, dễ chịu, chứ không có ta đây như là một ca sĩ nổi tiếng gì hết. Qua bàn các nghệ sĩ Việt Nam ngồi chơi, rồi cũng nắm tay Thanh Lan hát Mandalama. Đó là những kỷ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng với Christophe tại Paris. Không ngờ sau đó thì Christophe đã bỏ chúng ta đi về bên kia thế giới. Nhưng mà Elvis Phương của chúng ta thì bây giờ vẫn còn đây với chúng ta. Dạ vâng, càng ngày càng khỏe hơn, càng ngày càng hát nhiều hơn, càng ngày càng được yêu cầu nhiều hơn. Và Thanh Lan cũng tin rằng cái lời yêu cầu mà quý vị gửi tới cho Thanh Lan là nhắc về những kỷ niệm với Elvis Phương, là chắc là quý vị cũng có xem quảng cáo về cái show sắp tới ngày 5 tháng 9 tại Sài Gòn Performing Arts Center trong thành phố Fountain Valley thuộc quận Cam, miền Nam California. Thì Thanh Lan và anh Phương lần này sẽ gặp lại nhau để dĩ nhiên là hát những bài hát quý vị yêu cầu. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với đề tài nói về những kỷ niệm với anh Elvis Phương. Thì thưa quý vị, có một cái điểm này là bây giờ mình nhắc lại mình không biết là nên vui hay nên buồn. Dạ vâng, thưa quý vị, cái ngày mà ban nhạc Phượng Hoàng quyết định là sẽ thành lập Phượng Hoàng và ra mắt với quý vị, thì anh Nguyễn Trung Cang có đến gặp Thanh Lan vào đầu những năm 70 để đề nghị là Thanh Lan là giọng hát nữ của ban nhạc Phượng Hoàng, anh Phương sẽ là giọng hát nam. Tuy nhiên cái thời buổi đó thì năm đó Thanh Lan cũng chưa có quyết định là sẽ đi trình diễn ở ngoài, nên là Thanh Lan không có nhận lời. Sau này thì ban nhạc Phượng Hoàng ra đời và anh Elvis Phương đã có thật nhiều bài hát hay để hát với ban nhạc Phượng Hoàng mà cho mãi đến bây giờ quý vị vẫn còn yêu cầu. Thanh Lan thì mặc dù không có gia nhập nhóm Phượng Hoàng, nhưng mà anh Nguyễn Trung Cang cũng đã đặc biệt mời Thanh Lan thâu băng hai bài Tình Ca Hồng và Bước Tình Hồng để kỷ niệm với anh Lê Hữu Hà cũng như anh Nguyễn Trung Cang và ban nhạc Phượng Hoàng. Do vậy thì ít nhiều gì đó anh Elvis Phương với Thanh Lan cũng đã cùng có một tí gì đó dính líu tới ban nhạc Phượng Hoàng. Đó cũng là một cái kỷ niệm đẹp trong cái thời gian mà mới nổi tiếng. Dạ vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái kỷ niệm này nữa mà có lẽ là ít người biết, là cuối năm 74 đó thì Thanh Lan này, dĩ nhiên là Thanh Lan thì có Thanh Lan mới nhắc để anh Elvis Phương này, anh Joe Marcel này, Cathy Huệ này, bốn người đã được mời qua
thành phố Noumea tại hòn đảo New Caledonia, mà tiếng Pháp là Nouvelle Calédonie, để trình bày vào tháng 12 năm 1974. Đó, hát những bài Pháp Việt mà quý vị yêu cầu. Thì lần đó đặc biệt là ngoài những bài hát Pháp, dĩ nhiên hát cho giới trẻ, nhưng mà Thanh Lan đã chọn một bài hát rất là xưa để hát tặng các quý vị khán giả Việt Nam tại Noumea vào thời đó. Đó là bản nhạc Làng Tôi. Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh. Thì Thanh Lan nghĩ rằng quý vị đó nghe cái câu đó chắc là sẽ rất là xúc động. Cho nên là Thanh Lan đã mặc áo dài trắng và hát bài hát đó tại sân khấu của Majestic. Và gia đình Chu Văn, nhất là anh Lô Kho, đã rất yêu mến tất cả những ca sĩ đến từ Sài Gòn. Và mãi đến những năm sau này, những năm 80 mấy, anh trở về Sài Gòn, anh cũng đã đi xem Thanh Lan hát, và trở về Noumea, anh đã đặc biệt viết một đoạn văn ngắn để nhắc nhở tới Thanh Lan. Và sau này mãi đến những năm 90 mấy, Thanh Lan lại trở lại Noumea một lần nữa và lại vẫn được tiếp đón như là một người thân vậy. Thì tới giờ này mà nhắc tới Noumea thì đối với Thanh Lan là cả một cái dĩ vãng nhiều xao xuyến, nhiều tình thương, nhiều tình đồng hương, tức là tất cả những cái gì mà thương mến nhất Thanh Lan xin được gửi về Noumea. Dạ vâng, thưa quý vị, những buổi trình diễn tại Noumea vào cuối năm 74 là những buổi trình diễn sau cùng mà Thanh Lan hát chung với anh Elvis Phương. Sau đó thì tản mát khắp nơi, anh ra đi một phương trời nào khác, Thanh Lan thì ở lại Sài Gòn. Rồi đến mãi đến năm cuối năm 93 đầu năm 94, Thanh Lan mới qua tới Cali, và lúc đó Thanh Lan lại có dịp để trở lại hát những cái bài hát trên video, lúc đó còn là video chưa có DVD. Thì nhưng mà có một điều Thanh Lan rất vui là Thanh Lan đã được dự đám cưới của anh Phương tại Cali đó. Hôm đó đông lắm, Thanh Lan còn nhớ như in à. Đông nghẹt, đám cưới anh Phương. Thì thời gian đó Thanh Lan hát song ca với anh Phương, đặc biệt là hát dân ca. Trèo lên quan dốc ngồi gấp ôi à cây đa. Thanh Lan với anh Phương thì thưa quý vị, đặc biệt là hát chung với nhau dân ca cũng được này, tình ca cũng được này, nhạc Pháp cũng được, mà chưa có thử hát nhạc Anh thôi, nhạc Anh Mỹ thì chưa. Tại vì quý vị cứ yêu cầu Capri Sefini nên là cứ thế mà cứ cứ Sefini mà không có Fini, cứ hát hoài, hát tiếp hoài. Dạ vâng, thưa quý vị, hồi thời đó vào những năm 90 này thì Thanh Lan hay đi quay video tại thành phố Montreal ở Canada cùng với anh Phương. Có những bài dân ca, rồi thì có những bài tình ca, rồi rất nhớ về những buổi trình diễn. Khi mà hát sân khấu tại các nơi thì thường thường quý vị hay yêu cầu hát nhạc Pháp chung với nhau đó. Rồi có nhớ Thanh Lan có hát chung với anh, nếu nếu một ngày ta có nhau. Thì nó có đến một cái ngày mà Thanh Lan không có thấy anh Phương ở đâu. Thời gian sau này thì lại hát chung rất là nhiều, từ các sân khấu quê nhà cho đến các sân khấu ở Mỹ, ở các nơi, thì bao giờ khán giả cũng yêu cầu Thanh Lan và anh Phương song ca nhạc Pháp. Dạ vâng, thưa quý vị, từ nãy tới giờ thì Thanh Lan có nhắc nhiều về những kỷ niệm với anh Elvis Phương, từ những ngày mới lớn, từ những ngày mới nổi tiếng, từ những ngày mới thâu băng, thâu TV, rồi đi Noumea, rồi qua tới Mỹ, đi quay hình tại Canada, rồi hát tại các sân khấu, rồi thời gian vừa qua cũng có hát tại các sân khấu, các nơi, chỗ nào cũng yêu cầu Thanh Lan và anh Phương hát song ca nhạc Pháp.
Dạ vâng, mà cái điều mà vui nhất á, là sắp tới đây nè sẽ có show ngày 5 tháng 9 do Thúy Nga Paris tổ chức tại Sài Gòn Performing Arts Center cùng với rất là nhiều ca sĩ khác. Trong đó thì có Thanh Lan nhớ nhất là có anh Tuấn Ngọc này, rồi anh Chế Linh này, rồi thì dĩ nhiên là phải có anh Elvis Phương. Rồi thì dĩ nhiên là phải có Thanh Tuyền để hát chung với anh Chế Linh. Thì như vậy là coi như hai cặp song ca quý vị nhé. Còn anh Tuấn Ngọc thì nghe nói kỳ này anh sẽ song ca với một anh chàng Mỹ nào đó, Thanh Lan cũng chưa được quen. Dạ vâng, thưa quý vị, thì rất là hào hứng. Do vậy cũng cố gắng quên tất cả những cái chuyện ca nhạc này đi, tại vì đang đóng phim mà phân tâm quá à, đóng không có ra cái bà mẹ kia mà cứ ra Thanh Lan thì chết. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đấy. Trước mắt là quay phim xong sẽ chọn những bài hát cho cái ngày 5 tháng 9 này. Đây, xong rồi lại còn có thêm một cái music box của Thúy Nga Paris. Đặc biệt Thanh Lan với anh Elvis Phương sẽ lại hỏi chuyện nhau, xem là đời sống như thế nào, tâm tư như thế nào. Anh Phương với Thanh Lan rất là hào hứng. Thì Thanh Lan hào hứng đó, chứ còn anh Phương thì không biết có hào hứng hay không, để hôm nào Thanh Lan gặp Thanh Lan hỏi. Dạ vâng, thưa quý vị, tại vì anh Phương thì anh hiện tại anh đang bận dữ lắm, anh chạy khắp nơi là hết chỗ này tới chỗ kia, mà cái số của anh cũng đỏ ghê chứ, hát từ lâu quá trời rồi mà tới giờ này là vẫn là như là tôm tươi vậy. Dạ vâng, thưa quý vị, thì Thanh Lan mà được hát chung lại với những ca sĩ đã từng hát chung với mình những ngày mình mới nổi tiếng thì đó là cả một cái gì, là không có gì, cái là không có gì hạnh phúc hơn, là vì mình giống như là được sống lại cái thời gian đó quý vị ơi. Nếu mà quý vị xem tụi này hát á, quý vị cũng sẽ sống lại cái thời gian đó luôn, thật là vui. Nên là Thanh Lan hy vọng sẽ gặp quý vị, đến với Thanh Lan thật đông ngày 5 tháng 9 để gặp lại tất cả các tụi này. Nói tụi này nghe cho nó gần gũi, quý vị đừng chấp nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, 5 tháng 9 nhá. Mong rằng quý vị đã hài lòng với tất cả những chuyện vui mà Thanh Lan kể về anh Elvis Phương từ nhỏ tới lớn. Dạ vâng, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était si belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs, c'est les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. The day grew